Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 12 năm 2016. Tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thùy Dương. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết, song người dân trồng quất cảnh ở Tứ Liên, Hà Nội đang đứng trước nguy cơ mất trắng khi quất chết khô do thời tiết nắng nóng. Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh của người theo Công giáo. Tại Nghệ An, người dân đã dựng tháp Eiffel cao tới 34 mét để chào đón Giáng sinh. Chỉ còn ít ngày nữa là hệ thống buýt nhanh BRT của Hà Nội sẽ chính thức hoạt động. Được đầu tư lớn, tuyến buýt này được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc cho giao thông thủ đô, song cũng mang lại không ít nghi ngại, lo lắng. Thưa quý vị, năm 2013, Việt Nam đón công dân 90 triệu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Và theo dự báo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế thì khoảng 10 năm nữa, chúng ta sẽ đón công dân thứ 100 triệu. Việt Nam đã khống chế được tỷ lệ tăng dân số và tỷ lệ tăng dân số hàng năm giảm. Quy mô dân số nước ta hiện nay là khoảng 93 triệu người, dự kiến đạt 100 triệu người vào năm 2026. Trong đó, quy mô dân số thành thị ngày càng tăng và đạt 63 triệu người vào năm 2049 và dân số nông thôn giảm dần từ năm 2020. Trẻ em trong độ tuổi tiểu học từ 5 đến 10 tuổi sẽ vẫn tăng đến năm 2025. Sau năm 2025, dân số độ tuổi này sẽ giảm mạnh đến năm 2034 và giữ ổn định. Đặc biệt đến năm 2020, Việt Nam sẽ dư thừa 1,38 triệu nam giới trong độ tuổi kết hôn. Đến năm 2040, Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng. Lúc này, già hóa dân số và dân số già không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà trở thành vấn đề toàn cầu. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Chắc hẳn vào thời điểm này thì không ít người lao động đang băn khoăn cũng như chờ đợi tiền thưởng cuối năm. Theo một số báo cáo từ các tỉnh thành thì tính cho đến thời điểm này, mức thưởng cao nhất lên tới 400 triệu đồng. Hiện tại, Cần Thơ vừa hoàn thành xong báo cáo thưởng Tết cho người lao động. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2017 cao nhất là 384 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh, gấp đôi so với năm trước và cũng là cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất cũng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh với tiền thưởng 1,5 triệu đồng. Đối với người lao động làm việc trong khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp cổ phần, vốn góp nhà nước, thưởng cao nhất là 15 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng. Còn một số địa phương khác như thành phố Hồ Chí Minh hay Đồng Nai, con số được công bố cao nhất cũng vào khoảng 65 triệu đồng một người. Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người nhiều năm phụ trách mảng tiền lương cho biết, bình quân, tiền thưởng cuối năm nay có thể tương đương năm 2016, khoảng một tháng lương trên mức 5 triệu đồng bởi kinh tế không có nhiều biến động. Khi cán bộ viên chức đã có lịch nghỉ Tết từ lâu thì mãi tới ngày hôm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo mới công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh cả nước. Theo đó, học sinh sẽ được nghỉ Tết ít nhất là 7 ngày. Bộ Giáo dục Đào tạo không quy định học sinh nghỉ Tết từ ngày nào đến ngày nào, mà sẽ cho các sở tự quyết định dựa trên thực tế việc dạy và học ở địa phương. Hà Nội hiện chưa công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh, tuy nhiên, Tết năm ngoái, học sinh Hà Nội được nghỉ 9 ngày chung với lịch nghỉ của cán bộ công chức. Tại thành phố Hồ Chí Minh, học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu từ ngày 23 tháng 1 năm 2017, 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2017, tức mùng 9 Tết. Trước đó, các em có 2 ngày nghỉ cuối tuần. Như vậy, kỳ nghỉ Tết năm nay của học sinh là 16 ngày. Trong năm học trước, học sinh thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ 14 ngày, năm trước nữa là 11 ngày. Sau thời gian nghỉ Tết, Bộ Giáo dục yêu cầu các cơ quan đơn vị trường học tuyệt đối không kết hợp cho giáo viên và học sinh đi tham quan, du lịch mà phải nhanh chóng ổn định nền nếp, tổ chức các hoạt động dạy và học. Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ là vùng trồng quất nổi tiếng ở Hà Nội. Mỗi năm thì nơi đây bán ra hàng triệu cây quất cảnh phục vụ cho người dân ở khắp các tỉnh miền Bắc chơi Tết. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt năm nay khiến cho người nông dân nơi đây hết sức khó khăn. Nhìn những cành quất héo rũ, lá vàng úa, thân cây dần chết khô, nhiều người dân trồng quất ở Tứ Liên, Hà Nội đang lo vỡ nợ khi Tết đang đến rất gần. Đây là vườn quất cảnh phục vụ Tết của gia đình anh Trần Huy Quyền ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Anh đang chặt những cây quất đã chết héo để vứt đi. Cả khu vườn quất cảnh sắp đến ngày thu hoạch giờ đây héo úa và chết khô, đồng nghĩa với việc cả mùa năm nay gia đình anh tay trắng. Do cái thời tiết năm nay thì nó khắc nghiệt, không có mưa, thì làm cây cối năm nay nó hỏng rất là nhiều. Nói chung là cũng do thời tiết không mưa và đồng thời là do thuốc sâu quá kém.
Đâm ra là bây giờ bọn tôi phun vào cái thì coi như tiên cây nó cứ héo dần héo dần. Cũng mỗi lần coi như ấy xuống cái gốc nó đọng nước dưới gốc nó thối ở củ nên nó hỏng hết. Những cây quất đầy quả chết khô được người dân vứt thành đống bên lề đường. Những gốc cây trơ trụi trong vườn, nơi mà lẽ ra bây giờ là chỗ của các cây quất xanh tốt đợi thu hoạch. Trong các vườn, nhà nào quất cũng bị chết, nhà ít thì hơn chục cây, nhà nhiều thì con số là vài chục đến trăm cây. Người nông dân công làm lãi, chi phí phân bón, công thuê, tưới nước, lợi nhuận chẳng là bao, trong khi quất chết không đủ bù trừ vào. Vườn quất này nhìn xanh tốt hơn và không thấy cây chết cũng là sự chăm sóc kỳ công của người làm vườn. Đấy là cái thời kỳ này là cái quất nó lên nước, nó cần nước thì là mưa không có. Hai tháng nay nó không có mưa cho nên là cái nó sẽ kém hơn đấy. Thì ra cái vườn này nó còn đỡ, có những cái vườn khác có những người ta là nhiều khi mất trắng đấy. Năm nay thì cái vườn của tôi thì bỏ ra tầm cỡ 400 triệu tiền giống, nhưng mà bây giờ rơi vào nó chết như này thì coi như là nó rơi vào 350 triệu, nói chung là còn vớt vát ra một ít thì không đáng kể. Trong 3 năm liên tục từ năm 2013 đến năm 2015, quất Tứ Liên đã chịu cảnh mất mùa khi giáp Tết. Hàng trăm cây quất cảnh chết héo, khô rễ, vàng lá. Với đà này, khả năng giá quất sẽ cao hơn các năm trước. Như vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Đinh Dậu, nhưng thời tiết hiện nay tại miền Bắc vẫn diễn biến thất thường, thậm chí có những ngày nhiệt độ lên tới 26-27 độ, nóng như mùa hè. Để đối phó với cái nắng gắt này thì nghệ nhân trồng đào thất thốn ông Lê Hàm, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, hay còn được mệnh danh là Vua Đào, đang tất bật với công việc ủ đào bằng điều hòa để chờ bùng Tết. Cũng như mọi năm, số lượng đào quý tộc trong vườn nhà ông Lê Hàm không mấy thay đổi. Trên diện tích vườn trồng 1.000 m², ông Hàm thu hoạch được hơn 70 gốc đào thất thốn. Tất cả những gốc đạt chuẩn đưa vào kho được trang bị đầy đủ điều hòa và nhiệt kế. Kiểm soát nhiệt độ, đây là điều kiện cần và đủ để chiều lòng giống đào đỏng đảnh này. Thực ra cái mô hình này thì nó ban đầu thì nó cũng chỉ là những cái động tác để cho nó giữ nhiệt hoặc là tăng nhiệt trong quá trình mà thời tiết nó biến đổi. Mục đích cuối cùng là mình muốn cho nó ra hoa ngày nào thì nó ra được ngày đấy thì mình phải sử dụng cái hệ thống này. Cái gì ổn định thì nó phát triển thì mình kiểm soát được, cái gì không ổn định là mình không kiểm soát được. Thì trên nguyên lý ấy thì thời tiết nó thay đổi, chiều nóng thì mình phải đừng để cho nó lạnh. Ví dụ lạnh quá thì không để cho lạnh, nó ổn định cái nhiệt độ đó đó thì nó sẽ đến cái lúc nào đó ra hoa. Đào thất thốn kén người chơi và cũng kén cả người trồng. Trước đây nó không được nhiều người biết đến, nhưng vài năm trở lại đây, đào thất thốn nổi lên là một loại đào quý tộc, đào tiến vua được nhiều người sành chơi để mắt. Cái đào thất thốn này thì nó sinh trưởng phát triển nó cũng như cái đào thường kia thôi, nhưng quá trình nó lớn thì nó chậm hơn. Cái mà khó là mình làm sao điều chỉnh cho, ví dụ người ta muốn chơi 25 Tết thì có 25 Tết, dù cơm một Tết có một Tết, đấy là cái khó, là khó hơn cả. Thế còn cái khó nữa là ví dụ đi sâu là làm sao nó ra hoa ở thân nhiều, rồi là cánh hoa nó dày, mặc dù vẫn là giống này, nhưng có thể nếu mà mình chăm sóc cách khác nhau thì nó sẽ cho bông hoa khác nhau. Tuy còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Đinh Dậu 2017, nhưng đến thời điểm hiện tại, khá nhiều gốc đào thất thốn đã được đánh dấu đặt trước như thế này. Giá cho thuê đào chơi Tết năm nay vẫn dao động từ 10 đến 40 triệu đồng. Thậm chí có những cây đẹp, giá bán lên tới gần 100 triệu đồng một cây. Thưa quý vị, một mùa Giáng sinh mới lại sắp về trên khắp thế giới. Ở Việt Nam thì những ngày này, ở các xóm giáo, nhà dân hay trên các đường phố, đâu đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp những hình ảnh người dân trang trí nhà cửa, cửa hàng hay nhà thờ để đón chào Giáng sinh. Đặc biệt hơn năm nay ở Nghệ An thì những người dân tại đây đã có những thiết kế sáng tạo độc đáo để làm nên một mùa Noel 2016 thật đặc biệt. Các nhà thờ lớn ở Nghệ An như Cầu Rầm, Xã Đoài hay Nghi Phú, công tác chuẩn bị cho mùa Giáng sinh năm nay rất công phu. Dù là đêm hay ngày, giới trẻ vẫn đua nhau đi tham quan chụp ảnh. Tháng 10 là đã họp rồi, và mọi người đã có tinh thần là đến 18 tháng 11 là khởi công làm hang đá. Còn vật tư thì năm nay là làm mới hoàn toàn, thành ra rất như là vất vả. Nhưng mà mọi người đều hăng say làm việc cả.
đến thành phố Vinh thì trong không khí Giáng sinh Noel thế này được nhìn thấy mọi người chuẩn bị không đón một dịp Giáng sinh, chuẩn bị Giáng sinh năm mới đến thì mọi người chuẩn bị rất nhiều thứ. Và đến với nhà thờ hôm nay thì em thấy được các bác đang chuẩn bị rất là công phu để đón nhiều vị khách đến trong buổi tối ngày 24 đến 25. Đặc biệt hơn, một chiếc tháp Eiffel được giáo dân giáo xứ Yên Đại, thành phố Vinh mô phỏng dựng lên để đón chào Giáng sinh đã thu hút được rất nhiều người. Tháp có chiều cao hơn 34 mét, ngọn tháp được lắp dựng bởi 300 cây mét và mây cần, một tạ thép 3 ly, 2 yến đinh sắt, 80 bóng đèn neon, 1.000 mét bóng đèn nháy đủ sắc màu. 20 người làm liên tục trong vòng gần nửa tháng qua với chi phí gần 70 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chương trình Điện ảnh cho mọi người năm 2016, Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên phối hợp với công ty CGV đã tổ chức trình chiếu những suất phim điện ảnh miễn phí cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa. Chương trình này nhằm tạo điều kiện để các em có dịp tiếp cận với văn hóa giải trí thông qua những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng hiện nay. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Không khí nhộn nhịp hơn thường ngày. Bởi hôm nay, lần đầu tiên các em được đón xem một bộ phim điện ảnh nổi tiếng được chiếu ngay tại trường. Sứ mệnh trái tim, bộ phim từng được nhận giải thưởng điện ảnh nói về cuộc sống của quân nhân và giáo viên nơi vùng sâu, vùng xa đã được chọn để trình chiếu. Khi em được xem này, em thấy dạp chiếu phim nó rất giống trong, tương tự là giống trong suy nghĩ của em ạ. Em được thấy những bộ phim mà em chưa từng thấy, giống như bộ phim vừa chiếu này, em thấy nó rất là ý nghĩa và em mong ước là sẽ có nhiều chương trình như này nữa để tổ chức cho nhiều bạn trên vùng cao chưa được xem để hiểu biết thêm giống như những bạn ở gần thành phố ạ. Việc mà tổ chức CGV đã tổ chức cho các em học sinh được xem, được trải nghiệm trước những bộ phim rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc với một cái chất lượng ảnh rất là cao như thế này thì đây là một cái dịp rất là hiếm và cũng ít khi diễn ra tại các trường học, thì không riêng gì trường nội trú. Thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái việc cái ý nghĩa của cái việc làm này. Trong đợt trình chiếu lần này, đối tượng mà chương trình hướng đến là các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 thuộc các địa bàn vùng cao và vùng xa của ba tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu. Đối với Cục Điện ảnh, tôi là cơ quan quản lý nhà nước thì hàng năm cũng dành một cái số lượng được cấp cái lượng kinh phí nhất định để làm một cái chương trình gọi là băng hình miền núi và những cái phim miền núi. Và trong cái đấy thì chúng tôi cũng đã có những cái là cái nội dung nó bao gồm tức là về pháp luật, phổ biến kiến thức, cũng có cả những chương trình ca nhạc và có cả những cái phim. Thì tôi nghĩ là với công ty CGV có cái chương trình là điện ảnh mọi người thì tôi nghĩ nó cũng thêm một cái kênh để cho các đồng bào, các người miền có thể thực hiện được thêm những tác phẩm điện ảnh. Tôi hy vọng thông qua chương trình này sẽ giúp các em nhỏ vùng cao, đặc biệt là vùng khó khăn, có thể thưởng thức điện ảnh chất lượng cao. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức chiếu phim ở nhiều nơi khác nữa để mọi người cùng được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh. Tính đến nay, Điện ảnh cho mọi người đã mang nhiều tác phẩm điện ảnh hay đến với hơn 10.000 khán giả ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là những nơi chưa có đầy đủ cơ sở hạ tầng giải trí chất lượng. Trường hợp một nam thanh niên châm lửa tự đốt mình rồi nhảy xuống cầu, một cô gái trẻ tự quay clip cởi đồ hay một nữ sinh mua xăng đốt trường học. Tất cả đó là những hành động thể hiện trào lưu, nói là làm, một hiện tượng chơi ngông trong giới trẻ trong thời gian vừa qua đã và đang bị dư luận không ngừng lên án. Cũng theo dòng sự kiện đó, trong sân khấu của một chương trình hài kịch tại thành phố Hồ Chí Minh, một tiết mục phản ánh rõ nét trào lưu này vừa được một nhóm các bạn trẻ thể hiện và khiến cho danh hài Hoài Linh tỏ ra vô cùng tâm đắc. Trong tiết mục Tôi Không Sợ vừa được phát sóng trong chương trình Cười Xuyên Việt năm 2016, hai diễn viên nam vào vai đôi bạn thân song hùng liều mạng. Để nổi tiếng và được mời đóng phim, họ buộc phải thu hút sự quan tâm của một lượng lớn khán giả trên Facebook. Từ đó thì nhiều trò liều mạng để đổi lấy hàng triệu lượt thích, lượt like được bày ra như trò nhảy lầu gãy chân, đua xe suýt chết. Mặc cho những tai nạn liên tiếp xảy ra,
hai thanh niên tiếp tục rủ nhau thực hiện phi vụ giết chóc cho tới khi chính bản thân bị nhận lấy kết cục bi thảm. Cứ ngỡ mình là anh hùng anh liệt, nhưng thực tế những hành động dại dột chơi ngông ấy, họ chỉ là những con rối đáng thương của cộng đồng mạng vô tâm. Với cách thức truyền tải thông điệp bằng hình thức kịch hài kinh dị, đặc biệt là cách đánh lừa khán giả, tạo sự tò mò, tiết mục này đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khán giả, đặc biệt là điểm 10 tuyệt đối từ phía giám khảo Danh Hài Hoài Linh. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 1 năm 2017, ca sĩ Lệ Quyên sẽ tổ chức live show với những tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương. Đây là đêm nhạc ngoài mong muốn mang đến cho khán giả thủ đô một cảm xúc thăng hoa đầu năm mới, thì còn nhằm quảng bá album sắp tới của ca sĩ Lệ Quyên với cùng chủ đề. Live show Lệ Quyên, những tình khúc Lam Phương là nơi truyền tải đầy đủ nhất tinh thần của CD Lam Phương mà Lệ Quyên mất nhiều công sức để ra mắt khán giả. Sân khấu sẽ không có kỹ xảo đèn led như những đêm diễn khác mà sẽ tập trung vào giọng hát của Lệ Quyên. Những cái công nghệ mang tính giải trí sẽ không có ở trong chương trình này. À, để ngược lại, chúng tôi tập trung vào ba việc, đó là âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng. À, ba cái key lớn nhất đó sẽ hòa quyện với nhau để làm nên một chương trình Lệ Quyên đêm với những tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương. Là người mở màn đầu tiên cho live show ca nhạc của năm 2017 nên Lệ Quyên cũng có khá nhiều áp lực. Lệ Quyên cho biết sẽ không làm màu mè nhiều mà vẫn giữ nguyên phong cách vốn có. Khán giả vẫn mong chờ những cái điều vốn có của Quyên thôi. Cũng không có cái gì mà đột phá hay là sáng tạo, cái gì trượt khỏi hình ảnh đó của Quyên. Thế nhưng mà một trong những yếu tố có thể thay đổi chính là những vị khách mời, và đặc biệt với tính chất những bài hát rất nhẹ nhàng và rất tinh tế của nhạc sĩ Lam Phương thì nó rất phù hợp với không gian, với cái sự ấm áp và vừa phải của cô hồn hàng của Châu. Không có sự xuất hiện của những nam ca sĩ hay song ca với Lệ Quyên mà là những gương mặt mới như Quốc Thiêm, Quang Đại. Khá là hồi hộp vì lần đầu tiên trên một sân khấu lớn tại thủ đô Hà Nội mà Thiên cùng với chị Quyên đã song ca với nhau, và còn là những sáng tác của sĩ Lam Phương nữa, thì đây có lẽ là cũng là một cái thử thách đối với Thiên, nhưng đó cũng là một cái vùng đất mới để Thiên khai phá, để mình tiếp bước chỉ và mình có những cái hướng đi sắp tới có lẽ theo dòng nhạc này. Đêm nhạc sẽ được chia làm hai phần. Phần đầu sẽ là những ca khúc của Lam Phương. Phần 2 là những ca khúc mà khán giả yêu thích mà Lệ Quyên thể hiện trong thời gian qua. Tất cả các ca khúc trong đêm nhạc này sẽ là những ca khúc nằm trong album Lệ Quyên Lam Phương phát hành trong đúng dịp Giáng sinh 2016. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm báo sáng nay của chúng tôi. Trận lũ bất thường vừa qua không chỉ khiến người nông dân miền Trung điêu đứng mà còn gây lo ngại thị trường rau màu trong dịp Tết sẽ khan hiếm hơn. Và trên trang 12 báo Thanh Niên có bài viết phản ánh về vấn đề này. Nông dân khóc trên ruộng rau sau lũ. Một người dân địa phương tên Minh cho biết sau trận lũ đầu tháng qua đi, ông cùng nhiều người trong làng đã xuống giống chuẩn bị hoa màu cung cấp cho thị trường. Bỏ tiền đầu tư 6 sào rau, xong sau trận lũ đầu đã cuốn sạch. Nghĩ vậy là hết lũ, ông đã mượn tiền trồng lại 4 sào đậu phộng ven sông thì lũ lại tràn về. Và cứ thế này thì nhà ông Minh sẽ sớm chết đói. Đây là nhận xét của ông trong những câu nói rất rưng rưng của mình. Ngoài ra thì những ngày qua giá rau tại thành phố Đà Nẵng cũng đã tăng lên gấp rưỡi, lên gấp đôi so với bình thường. Ngoài ra thì trong khi đó thì những người sống bằng nghề trồng rau cũng đang ngồi trên đống lửa khi Tết cận kề. Bà Ngô Thị Sâm, 52 tuổi, trú tại thôn Phú Xuân 3, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang cho biết cách đây một tháng, gia đình bà đã bỏ ra 30 triệu đồng để trồng rau màu trên 7 sào đất và dự định là đến Tết bán số rau này để sắm sửa cho cả nhà. Thế nhưng lũ về, cả ruộng rau dầm trong nước mấy ngày vừa qua và cũng mất hết cả vốn. Và hiện nay thì ông Hồ Ngọc Mẫn cũng cho biết là rau màu trong dịp Tết hoàn toàn không thể trồng kịp vì thời gian còn lại là quá ngắn, nên dự báo nguồn rau cho thị trường Tết sẽ cực kỳ khan hiếm. Và theo ông thì cũng các thủ tục tiến hành hỗ trợ nông dân bị thiệt hại sau lũ thường chậm trễ và với mức hỗ trợ thấp, do vậy sở sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ cao hơn mức quy định để giúp người nông dân sớm ổn định sản xuất. Riêng vụ rau màu bán Tết thì cũng đã trễ mất và đây là điều rất đáng lo ngại, và lo lắng trong Tết không có rau để bán nhưng ra Tết rau lại nhiều, giá rẻ gây thiệt hại rất lớn cho người nông dân.
Thưa quý vị, Hà Nội công chức đi làm phải mặc áo có cổ, không nói tục là nhan đề của bài viết đăng tải trên trang tư Báo Lao Động. Sau nhiều năm nghiên cứu, soạn thảo, tiếp thu ý kiến, đóng góp, thành phố Hà Nội sẽ ban hành bộ quy tắc ứng xử vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. Đó là khẳng định của ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, đơn vị chủ trì soạn dự thảo bộ quy tắc ứng xử của Hà Nội. Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội đưa ra một số quy tắc cụ thể như cán bộ công chức đi làm việc phải mặc áo có ống tay, cổ áo, nếu mặc váy thì phải dài đến đầu gối. Không xăm hình vẽ hình phản cảm, sử dụng trang sức mỹ phẩm nước hoa phải phù hợp, không nói tục, không tụ tập làm việc riêng trong hoặc ngoài cơ quan. Không nấu nướng thực phẩm trong phòng làm việc, không hút thuốc, không sử dụng đồ uống có cồn, không hát karaoke trong giờ làm việc, không đeo tai nghe, bật nhạc, nghe nhạc, xem TV, nghe đài, chơi điện tử trong giờ hành chính. Trong quan hệ ứng xử với đồng nghiệp, không đố kỵ lôi kéo để tạo phe nhóm. Với cấp trên, không có xu thế nịnh để lấy lòng và trục lợi, không biếu quà cấp trên vì mục tiêu thăng quan tiến chức, lợi ích riêng trong công việc. Trong quy tắc ứng xử với người dân, cán bộ công chức không được gợi ý để nhận tiền, quà biếu và không được gây căng thẳng, bức xúc hoặc uy hiếp tấn công người dân. Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng được áp dụng cho mọi tổ chức, mọi cá nhân đang sinh sống, công tác, học tập và tham quan, lưu trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mục đích chung là xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trao đổi xung quanh hai bộ quy tắc nói trên, ông Tô Văn Động cũng cho rằng khâu soạn thảo rất chặt chẽ, công phu, có tham khảo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, nhưng việc thực hiện bộ quy tắc này không đơn giản. Ông cũng nói khi ban hành bộ quy tắc ứng xử này, liệu có được cán bộ công chức và người dân thành phố đón nhận và được thực hiện cho tốt hay không, đó mới là mục tiêu quan trọng. Thưa quý vị, nắm bắt được nhu cầu khát con của rất nhiều hộ dân trên địa bàn thì hơn 70 cơ sở tại thôn An Thái, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đều quảng cáo là chữa được vô sinh, khiến cho rất nhiều người, rất nhiều gia đình hiếm muộn ùn ùn kéo tới. Và nói rõ hơn về vấn đề này, trên trang 5 Báo Nông Thôn ngày nay có bài viết Thực hư làng chữa vô sinh. Tại làng An Thái có hàng chục tấm biển quảng cáo treo san sát dòng chữ cơ sở chuyên chữa vô sinh. Vừa thấy phóng viên dò hỏi đường vào làng thì một cò nhanh nhỏ nói là đi chữa vô sinh à, vào đây sẽ đưa vào làng y chữa vô sinh giỏi nhất tại khu vực này. Tại nhà bà TH, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hoa ở Phú Xuyên, Hà Nội đang điều trị. Chị Hoa cho biết chị bị tắc vòi trứng, đã điều trị nhiều nơi, phẫu thuật thông tắc vòi trứng và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhưng vẫn chưa có con. Chị lên mạng thấy nói ở đây có thể chữa được vô sinh nên tìm tới. Cũng theo chị Hoa, chi phí điều trị mỗi ngày là 300.000 đồng. Chị điều trị tại nhà bà này đã được 34 ngày, chi phí tính đến thời điểm gặp phóng viên là 13,5 triệu đồng. Và chị cho biết là cũng không tin chỗ này chữa được vô sinh, nhưng có bệnh thì vái tứ phương chứ cũng không biết làm sao. Còn chị Thanh Loan ở Hải Phòng cho biết cách đây mấy năm đã đến làng An Thái điều trị vô sinh. Chị ăn ngủ tại nhà một thầy lang để uống thuốc và làm thuốc mất 2 tuần với chi phí là gần chục triệu đồng nhưng vẫn không có thai nên đã dừng lại. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Hướng, nguyên chủ tịch Hội Đông y Việt Nam thì có cho biết các cơ sở ở An Thái quảng cáo chữa được vô sinh là không đúng sự thật. Bản thân ông cũng đã đến tận nơi tìm hiểu, thậm chí đưa bệnh nhân về chữa trị nhưng không hiệu quả và mọi người thì không nên tin theo. Thưa quý vị, những kẻ hút bạc phát tài nhờ nhào nặn tin tức giả, thông tin được đăng tải trên trang tư báo Tuổi Trẻ. Và trên trang báo này có chia sẻ về trường hợp của cậu bé Dimitri ở Macedonia. Dimitri chỉ vào một bức ảnh đăng trên mạng xã hội Instagram của mình, cho thấy một bàn quán bar đầy vật những chai sâm banh và vang sủi rất đắt tiền. Đó là hình ảnh chụp trong lễ sinh nhật thứ 18 của cậu diễn ra cách đây 4 tháng. Dimitri không phải là một thiếu niên con nhà giàu, chính cậu cũng thừa nhận sẽ chẳng thể tổ chức bữa tiệc xa hoa ấy nếu không nhờ vào những thông tin giả. Dimitri, người đề nghị phóng viên trang tin NBC News không dùng tên thật, chỉ là một trong hàng chục thiếu niên ở thị trấn Velez của Macedonia, đã trở nên giàu có trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua nhờ chế ra vô số những tin tức giả phục vụ hàng triệu người trên mạng xã hội. Các bài báo giả đó thường mang nội dung giật gân và vô căn cứ, được khui thẳng lên mạng xã hội Facebook hoặc là những trang tin tức riêng, thu hút vô số người đọc và giúp các tác giả như Dimitri kiếm được rất nhiều tiền nhờ dịch vụ quảng cáo dựa trên lượt truy cập. Dimitri tiết lộ rằng cậu đã kiếm được ít nhất 60.000 đô trong vòng 6 tháng qua, bỏ xa thu nhập của cha mẹ cậu và rõ ràng là vượt trội so với vô số người khác ở một thị trấn có mức thu nhập trung bình chỉ là 4.800 đô la Mỹ mỗi năm. Thu hút độc giả trên mạng xã hội là thách thức không nhỏ với mọi phóng viên. Nay thì họ phải đối mặt với các đối thủ đáng gờm như Dimitri và các cộng sự. Phân tích của BuzzFeed thực hiện sau cuộc bầu cử cho thấy trang tin tức giả thực tế đã có lượng người đọc tốt hơn nhiều báo chí và TV truyền thông. Dimitri nhận thức rõ vì sao báo chí chính thống không thể đọ lại được với chính những kẻ như cậu.
bởi vì họ không được phép dối trá. Về phần mình, Dimitri nói rằng dù sau cuộc bầu cử, hoạt động làm ăn có giảm sút thì tin tức giả của cậu vẫn thu lợi rất lớn. Giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác, cậu hiểu rõ yêu cầu phải thích nghi, hoạt động làm ăn của chúng tôi phải cập nhật từng phút, luôn có những ý tưởng mới, các hình thức thu hút độc giả mới và đó là những điều mà tất cả chúng ta đều rất mong muốn. Một thông tin liên quan tới giáo dục đó là thay vì đưa ra những lệnh cấm trong việc dạy thêm, học thêm thì nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng nên chấp nhận thu một mức đủ học phí bù chi, điều kiện minh bạch về chất lượng thu chi, có sự quản lý giám sát rõ ràng đi kèm theo. Trên trang 11 báo Thanh Niên ngày hôm nay có bài ngăn chặn biến tướng dạy thêm, học thêm. Bà Trần Thị Tâm Đan, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận xét, chủ trương tốt đẹp từ xưa của các trường là phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi ngoài giờ chính khóa, hiện đang biến tướng thành phong trào dạy thêm đồng loạt cho tất cả học sinh, bất kể đối tượng nhu cầu. Tiền học phí chỉ mất vài chục nghìn một tháng thôi, nhưng tiền học thêm mỗi môn là mấy trăm nghìn một tháng và cũng giáo viên đó, cũng lớp học đó. Cơ sở dạy thêm phải độc lập với nhà trường, giống như ở các nước ở châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc. Họ vẫn dạy thêm, nhưng người ta có trung tâm dạy thêm độc lập với nhà trường, có đội ngũ quản lý giáo viên chương trình riêng, như vậy mới không biến tướng. Giáo sư Đào Trọng Tấn cũng có cho biết thêm là cho rằng không thể cấm hoàn toàn dạy thêm, học thêm. Vấn đề đặt ra hiện nay đó là phải ngăn chặn được tình trạng biến tướng của hoạt động này, nhưng hiện nay thì dạy thêm mới không tràn lan được nữa. Cùng quan điểm thì bà Đặng Thị Thu Huyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục cho rằng với giáo dục, nhà nước đảm bảo ở mức tối thiểu, mức cơ bản, còn gia đình, địa phương có nhu cầu khác thì chúng ta phải đưa ra một danh mục các dịch vụ mà nhân dân có khả năng chia sẻ kinh phí đối với nhà nước. Nhà trường có thể công khai cho phụ huynh học sinh biết về dịch vụ dạy thêm với giáo viên, thời gian, chi phí học tập trên cơ sở giáo viên đảm bảo định mức giảng dạy theo quy định của nhà nước ở giờ dạy chính khóa. Làm như vậy thì theo bà Huyền phải có hội đồng trường hoạt động thực sự công khai minh bạch các hoạt động tự chủ của trường. Còn nếu mà chúng ta ngăn cấm thì sẽ còn có biến tướng. Tiếp theo trình, chỉ còn ít ngày nữa là hệ thống buýt nhanh BRT của Hà Nội sẽ chính thức hoạt động. Đầu tư lớn, tuyến buýt này được kỳ vọng giúp giảm ùn tắc cho giao thông thủ đô, song cũng mang lại không ít nghi ngại và lo lắng. Các gia đình sản xuất pháo hoa ở Mexico vẫn tiếp tục sản xuất pháo hoa phục vụ Giáng sinh và năm mới bất chấp tai nạn vừa xảy ra khiến 35 người thiệt mạng. Bí ẩn hiện tượng thần uống sữa ở Ấn Độ. Và sau đây là một thông tin mà tất cả chúng ta cùng quan tâm, đó là từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, xe buýt nhanh BRT Hà Nội sẽ chính thức lăn bánh trên đường, mang theo kỳ vọng rất lớn của ngành giao thông thủ đô là nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, rồi giảm tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Sự hiệu quả và ưu việt của BRT đối với đô thị của các quốc gia thu nhập thấp và trung bình thì đã được chứng minh, như tại Indonesia, Colombia, Iran hay Brazil. Do đó, nó được kỳ vọng là sẽ phát huy hiệu quả tương tự như ở Hà Nội. Vâng, và thưa quý vị, trước những thông tin buýt nhanh BRT thì người dân Hà Nội đa phần háo hức về loại hình phương tiện công cộng mới này. Nhiều người thì hy vọng rằng buýt nhanh BRT thực sự sẽ phát huy được những tiện ích như là kỳ vọng để người dân có thể để xe máy ở nhà và sử dụng buýt nhanh như là một phương tiện công cộng hàng đầu khi tham gia giao thông. Vậy sao buýt nhanh BRT có gì đặc biệt và khiến cho ngành giao thông Hà Nội lại đặt nhiều kỳ vọng đến như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của nhà phóng viên. 29 xe buýt nhanh BRT là tổng số phương tiện sẽ hoạt động trên lộ trình bến xe Yên Nghĩa, Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ, Kim Mã với tổng chiều dài khoảng 12 km. Theo thiết kế, tốc độ vận hành của phương tiện trung bình từ 22 đến 30 km/h. Mẫu xe buýt mới có trọng tải lên tới 18 tấn, được sơn màu xanh, điểm các nét hoa văn xanh và trắng. Đây là mẫu xe được sản xuất hoàn toàn mới, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 và được thiết kế dài hơn so với xe buýt thông thường đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. So với xe buýt thông thường, xe buýt nhanh BRT chở được 90 hành khách, tức là nhiều hơn 10 người so với xe buýt hiện tại. Cũng theo trung tâm này, xe buýt nhanh BRT được sử dụng hộp số tự động, giúp lái xe giảm bớt thao tác, tiết kiệm sức lao động. Ngoài ra, trên xe còn được trang bị các công nghệ như camera giám sát hành trình, hệ thống nhận dạng thẻ từ, thẻ thông minh, Wi-Fi phục vụ miễn phí hành khách, hệ thống sàn phẳng, bằng với cốt nền của nhà chờ, giúp hành khách và cả người đi xe lăn tiếp cận dễ dàng. Ngoài ra, trên xe còn được trang bị bình cứu hỏa, buồng lái được ngăn cách riêng bằng vách kính và sàn cao.
sử dụng cái phương tiện chất lượng cao. Gần như là các cụm tổng thành chính là những cái cụm tổng thành nhập khẩu từ những cái hãng nổi tiếng của Nhật, của Đức. Và thiết bị trên xe đó thì cũng là những cái thiết bị nó hiện đại hơn những cái xe bình thường, ví dụ như hộp số thì chúng ta sử dụng hộp số tự động rồi, không như hộp số cơ hiện nay. Thiết bị hệ thống truyền lực cũng truyền lực tự động, hệ thống phanh cũng là tự động và được hỗ trợ điện tử và có hiệu quả cao. Nhân viên lái xe và nhân viên phục vụ cho tuyến BRT này có tiêu chuẩn cao hơn, vì là một là cái đây là một cái tuyến buýt mà được cần cái sự phục vụ và cái tay nghề nó khi cũng cần cao hơn. Chính vì vậy mà lựa chọn tuyển chọn trong cái đội ngũ công nhân lái xe của tổng công ty có kinh nghiệm và tay nghề. Cái thứ hai là tại sao vẫn phải đào tạo, vì đây là cái loại xe mà có hộp số tự động và những cái công nghệ nó cũng theo nhà sản xuất thì cũng có những cái mới hơn so với những cái xe buýt hiện nay đang vận hành. Chính vì vậy mà cái công tác đào tạo cũng cần được kỹ hơn về mặt kỹ thuật của phương tiện. Hiện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã hoàn thiện phương án phân làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT bằng việc kẻ lại vạch sơn phân làn, biển báo và hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra, theo quy định, khi không có hiệu lệnh của cảnh sát, các phương tiện sẽ không được phép di chuyển vào làn xe buýt nhanh. Để xử lý dứt điểm vi phạm, tại các nút giao, nhà chờ trên hệ thống đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT đều có lắp hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng sẽ ghi lại hình ảnh và phạt nguội. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì một số tuyến phố cũng đã có rất là nhiều làn đường dành riêng cho xe buýt rồi, và Hà Nội cũng vậy. Và chúng tôi được biết là ô tô mà cố tình đi vào làn của xe buýt nhanh thì sẽ bị phạt nguội với mức phạt lên tới 1,2 triệu đồng. Có vẻ như Hà Nội đang đặt rất là nhiều kỳ vọng vào hệ thống giao thông này nên đã ưu tiên dồn mọi điều kiện tốt nhất cho buýt nhanh BRT. Vâng, mà chúng ta cũng đều hiểu là vì cái chung thì đôi khi cũng phải hy sinh lợi ích của một số bộ phận người tham gia giao thông. Tuy nhiên thì người dân đã hy sinh quyền lợi của mình thì cũng phải được đền đáp lại một cách xứng đáng bằng việc là giao thông thông thoáng hơn, giảm bớt tắc đường. Song nhiều người thì lo ngại các tuyến đường mà loại hình buýt nhanh BRT lưu thông qua có mật độ phương tiện khá lớn, bình thường thì đã tắc, nay lại phải nhường hẳn một làn cho xe buýt thì nguy cơ tắc đường sẽ không những không giảm mà thậm chí còn gia tăng. Xe buýt nhanh được đầu tư tiền tỷ thì rất có thể lại trở thành xe buýt chậm. Cầu vượt Láng Hạ, 10 ngày nữa vào giờ cao điểm, xe cơ giới cũng như xe máy sẽ không được phép lưu thông. Áp lực phương tiện sẽ bị dồn vào khu vực ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng. Thực tế này khiến những người thường xuyên đi qua tuyến đường này không khỏi lo ngại. Tuyến này thì ngày xưa là trước là đều đùn đắc ghê lắm. Ở bên trước kia chưa có cầu vượt này thì hầu như là tất cả giờ cao điểm là chỗ ngã tư này là tắc tịt. Học sinh rồi người đi làm về rất là đông. Đấy, thế mà bây giờ có cầu vượt này đã giải quyết được mấy thời gian rồi, thấy là khá lên, không bị ùn tắc ở đây. Thế bây giờ lại cấm xe đi nữa thì rồi sẽ lại ùn tắc, xem chắc chắn là như thế. Lộ trình của tuyến buýt nhanh BRT sẽ di chuyển theo hướng bến xe Yên Nghĩa, Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ, Kim Mã với tổng thời gian lưu thông 45 phút một lượt. Đây đều là những tuyến đường có mật độ dân cư, phương tiện rất cao. Vì vậy, tình trạng ùn tắc hay xung đột giao thông sẽ rất đáng lo ngại. Ngoài ra, với tần suất lưu thông khoảng 5 phút một chuyến, thì xe buýt sẽ liên tục xuất hiện trên đường, là nguy cơ ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài tăng lên. Hai cái làn đường dành cho xe ô tô và xe máy là sẽ khả năng là sẽ không đáp ứng được. Bởi vì như bình thường như này nhá, thì anh nhìn đây, nếu mà bình thường như này, 3 làn xe, 2 làn ô tô và 1 làn xe máy đã đông rồi, mà bây giờ bớt 1 làn xe đi thì em nghĩ là sẽ ủn tắc hơn. Mật độ cao như này lại để dành như một đoạn đường khoảng nữa ở hai bên để dành riêng cho nó thì sẽ tắc. Thế mà có cũng phân luồng. Vậy cấm như vậy xe buýt đi đây và cấm taxi theo giờ cao điểm ở kia thì phân luồng chỗ khác lại tắc, thì chỗ này không tắc thì chỗ khác lại tắc. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội cho rằng dù muốn hay không thì việc đưa loại hình vận tải khối lượng lớn BRT vào hoạt động là việc cần thiết, nhất là trong điều kiện ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, trung tâm này cũng lưu ý rằng
thời gian đầu mới dừng lại ở mức thí điểm nên những tồn tại hay bất cập sẽ dần được điều chỉnh. Cái ùn tắc giao thông nó có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, vì những cái sự cố trên đường, vì cái làn đường chúng ta là cái đường giao thông hỗn hợp, cái rủi ro nó luôn luôn xuất hiện, và đặc biệt xuất hiện nhiều ở những cái vị trí có cái xung đột cao như cái chỗ quay đầu và những cái nút giao thông. Thì theo cái phương án thì cũng có những cái lực lượng ứng trực của cảnh sát giao thông và của thanh tra giao thông, đặc biệt vào những cái khung giờ cao điểm, thì lực lượng này sẽ là người hỗ trợ trực tiếp để giải tỏa và ứng phó kịp thời khi có những cái sự cố xảy ra. Đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT là việc làm cần thiết, vì đây là loại hình vận tải hành khách công cộng, khối lượng lớn, tần suất hoạt động ngắn và phương tiện có khổ lớn. Tuy nhiên, với một tuyến đường dài chưa tới 20 km với hàng chục nút giao đồng mức, nếu không có những giải pháp căn cơ giảm ùn tắc đâu chưa thấy, mà có khi xe buýt nhanh còn gây thêm tắc đường. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số những thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 12. Ngày hôm nay, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 36 diễn ra tại Lào Cai. Năm nay, có nhiều tác phẩm ca nhạc tham dự liên hoan mang tính chất đột phá với nội dung và cách thể hiện mới mẻ. Trong khi đó, các chương trình dành cho thiếu nhi rất phong phú, có sự đầu tư kỹ lưỡng. Ngoài ra, có nhiều tác phẩm liên quan đến các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu cũng được đặc biệt quan tâm. Ngày hôm nay, Liên hoan sân khấu thủ đô lần 2 2016 diễn ra tại rạp Đại Nam, Hà Nội. Trong thời gian diễn ra vừa qua, Liên hoan đã mang đến cho khán giả những vở diễn gắn với Hà Nội, cho thấy mảnh đất địa linh nhân kiệt vẫn là niềm cảm hứng lớn, thôi thúc người làm nghệ thuật không ngừng sáng tạo. Ngoài ra, cũng có nhiều vở diễn dân gian cách tân và những vở tâm lý xã hội hiện đại. Ngày hôm nay, live show ca nhạc Người Tình diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Đây được xem là chương trình âm nhạc đẳng cấp nhất của dịp lễ Noel 2016, vì hội tụ những giọng ca đỉnh nhất của âm nhạc Việt Nam, ba diva Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, tiểu diva Mỹ Tâm cùng hai nam ca sĩ bậc nhất của dòng nhạc trữ tình Tùng Dương và Tấn Minh. Ngày hôm nay, thần đồng piano người Mỹ gốc Việt Evan Lê sẽ trình diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đêm diễn cuối cùng của chuỗi chương trình A Little Love do Học viện Âm nhạc Seoul và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, bắt đầu từ tối ngày 22 tháng 12. Với chủ đề Mùa xuân vầy, Ivan Lê cùng nhiều tên tuổi nổi bật như Thanh Bùi, quán quân Việt Nam Scott Thailand, Trọng Nhân, Á quân The Voice Kids 2016, Thụy Bình, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh mang đến những không khí rộn rã nhưng cũng đầy ấm cúng của mùa lễ hội cuối năm cũ và đầu năm mới. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cho quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.